Vâng, em Loan ô tô Kinh Môn Hải Dương sẽ giới thiệu cho quý chị các bạn xem một mẫu xe BMW 325i. Vâng, thì trước tiên chúng ta đi vào cái hệ thống khoang máy của xe chị nhé. Đây ạ, hệ thống khoang máy của xe BMW 325i sản xuất năm 2003. Đó, trang bị khối động cơ là 2.5 xung động. Đấy, một chiếc xe tư nhân biển Hà Nội chính chủ chị nhé. Xe khá là đẹp luôn, máy nổ rất là êm. Và xe thì em cam kết đảm bảo cho quý chị các bạn là không lỗi gì cả, không đâm xô, không tai nạn, không nước. Còn đối với dòng xe cũ thì va quẹt nhẹ thì không thể tránh được anh chị nhé. Đấy, một cái mẫu xe BMW 325i sản xuất năm 2003, một chiếc xe động cơ 2.5 anh chị nhé. Đó, và giá em đang chào bán chiếc xe này với giá vô cùng hợp lý là 215 triệu đồng, bao sơ vận chuyển toàn quốc cho quý chị các bạn, mang cái tông màu bạc biển Hà Nội nhé. Nội thất gia xịn hoàn toàn nguyên bản theo xe, và xe thì cam kết là không lỗi. Đó, không lỗi gì. Trang bị rất nhiều khá nhiều các tính năng hiện đại an toàn trên một chiếc xe BMW 325i. Cái dòng xe này thì form dáng nhỏ gọn. Đấy, form dáng gọn gàng. Chị em phụ nữ hay thanh niên đi rất là thích hợp. Một chiếc xe của Đức, trang bị khá nhiều các tính năng hiện đại an toàn trên xe. Túi khí quanh xe, ABS 4 bánh. Đó, và rất nhiều option. Vâng, thì quý chị các bạn đang quan tâm đến cái dòng BMW 325i, liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em Loan 0976081699, đến trên xe trực tiếp tại salon ô tô số 1 Kinh Môn, có địa chỉ tại phường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn, Hải Dương anh chị nhé. Về cái phần đầu xe thì chị ạ, hoàn toàn là một hệ thống nguyên bản theo xe. Đấy, BMW 325i, một chiếc xe biển Hà Nội anh chị nhé. Cùng đèn này, đèn rất là sáng luôn, và đều là đèn theo xe. Form thì rất là led anh chị nhé. Đấy, không hề có hiện tượng móc méo hay là đâm xô máy móc gì. Giá chỉ có nhô 200 triệu một chút thôi. Đó, nhô 200 triệu một chút thì anh chị đã bạn đã sở hữu ngay mẫu xe BMW 325i rồi. Cái dòng này chạy cũng vô cùng là bền anh chị nhé. Chạy cũng rất là bền. Form dáng đẹp. Đó, form dáng cũng không hề có hiện tượng lỗi thời theo thời gian luôn. Cảm biến tiến lùi theo xe luôn. Đấy, cũng đèn anh chị ạ. Đèn là đèn nguyên bản nhé, từ năm 2003. Bỏ ra hơn 200 triệu đồng, quý anh chị các bạn sở hữu một cái mẫu xe về đi che mưa che nắng đi gia đình thì nó cũng khá là phù hợp, thích hợp. Cái dòng này anh chị các bạn yên tâm là nó không hề hỏng vặt đâu ạ, rất là bền. Đó, form rất là nét, form luôn. Xe hiện tại là không còn các chi tiết xuất sắc gì anh chị nhé. Bên đã cho sơn tỉa những cái chi tiết xuất sắc rồi. Đó, sơn xì form rất là căng. Lốp nắp tương đối đều, na răng đúc. ABS 4 bánh, cô lốp hoàn toàn không hề có chút gì gọi là han mòn. Alo trực tiếp qua số điện thoại của em Loan và cái lối Zalo luôn 0976081699 để được trước cọc cái mẫu xe BMW 325i nhé. Em bao sơ vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị các bạn đối với chiếc xe BMW này, giá 215 triệu đồng. Giá vô cùng hợp lý cho quý anh chị các bạn mua về sử dụng. Xe được trang bị ghế điện, nhớ ghế 3 vị trí nhé. Và nội thất gia xịn hoàn toàn là nguyên bản theo xe. Đó, hệ thống táp ly của xe này, keo chỉ của xe luôn, rất là đẹp. Thiết kế rất là sang chị nhé. Một chiếc xe thiết kế rất là sang luôn. Ghế da nguyên bản theo xe anh chị nhé. Ghế da nguyên bản luôn. Một hệ thống ghế da rất đẹp. Mặc dù được sản xuất từ năm 2003, thế nhưng cái form dáng của nó thì không hề có hiện tượng lỗi thời theo thời gian luôn. Đấy, giữ được bộ nội thất như này thì quá một chiếc xe khá là đẹp. Đấy, vô lăng thích hợp rất nhiều phím bấm luôn. Nội thất rất là sang. Số tự động đi rất là nhàn luôn.
Đấy, nội thất này chị nhìn này, nội thất rất đẹp nhá. Ốc vẩn này hoàn toàn là chưa ra ốc vẩn này nhá. Đó, rất là sắc luôn, sắc cạnh luôn. Đó, trần nỉ rất sạch sẽ. Quý chị các bạn quan tâm nhanh tay alo trực tiếp qua số điện thoại của em Loan 0976 08169. Một mẫu xe BMW 35i rất đẹp luôn. Đó, cam kết không lỗi nhỏ, rất đẹp cho mẫu xe này.